Sáng ngày 5 tháng 3, sau 56 năm lưu giữ, ông Peter Matthews, 77 tuổi, cựu binh Mỹ gốc Hà Lan, hiện sống tại Mỹ, và vợ đã vượt hàng chục ngàn km trực tiếp đến thực hiện tâm nguyện trao trả lại kỷ vật cuốn sổ nhật ký cho người thân gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân. Buổi lễ trao trả do Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức, có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các sở ban ngành, các cựu chiến binh và đông đảo người dân địa phương. Tại buổi lễ, ông Peter Matthews cho biết, đã 56 năm, hôm nay mới quay trở lại Việt Nam, mặc dù trải qua chuyến bay dài từ Mỹ kéo dài hơn 22 tiếng, rất mệt, nhưng đã giúp ông thực hiện được mong muốn là trao trả lại cuốn nhật ký đến tận tay thân nhân gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất. Vào thời điểm nhặt được cuốn nhật ký, tôi thực sự rất ấn tượng và bất ngờ vì có những bài thơ, bài viết, bài nhạc với những hình ảnh rất đẹp được minh họa trong đó. Qua những hình ảnh, bài thơ, bài hát này, tôi có thể nhận thấy được tinh thần lạc quan trong chiến tranh mà liệt sĩ Tuất đã trải qua, ông Matthews nói. Ông Hà Huy Mì, cháu của liệt sĩ Cao Văn Tuất, xúc động chia sẻ. Hôm nay nhận lại được cuốn nhật ký là kỷ vật thiêng liêng còn lại của cậu. Bản thân và gia đình rất vui và xúc động. Gia đình sẽ lưu giữ cẩn thận để giáo dục các thế hệ con cháu sau này, hiểu thêm về lý tưởng sống và sự hy sinh của cậu. Đây cũng là món quà tinh thần để tiếp tục nuôi hy vọng sớm tìm được phần mộ của cậu. Ông Hà Huy Mì cũng bày tỏ lời cảm ơn ông Peter Matthews đã giữ gìn cuốn sổ nhật ký và trao lại cho gia đình, đồng thời cũng cảm kích vì các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã nỗ lực xác minh, kết nối để gia đình thực hiện được tâm nguyện nhận lại cuốn nhật ký, kỷ vật duy nhất của liệt sĩ Cao Văn Tuất. Trước đó, ông Peter Matthews nhặt được cuốn nhật ký trong ba lô dưới chân đồi 724 trong trận Đắc Tô, Tây Nguyên vào tháng 11 năm 1967 khi tham gia cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Cuốn nhật ký có 104 trang đã ố màu thời gian, được viết bằng nhiều màu chữ khác nhau. Nhiều trang giấy được trang trí bằng hình vẽ hoa, phong cảnh. Những nội dung viết bên trong là nhật ký, thơ, lời bài hát, lời tự sự chủ yếu của liệt sĩ Cao Văn Tuất, thể hiện tinh thần lý tưởng tự nguyện lên đường chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Ông Peter Matthews đã lưu giữ cuốn sổ nhật ký này cẩn thận trong chiếc hòm tại gác mái ngôi nhà ở Mỹ và ông có tâm nguyện tìm lại chủ nhân của cuốn nhật ký để trao trả lại. Sau khi biết được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc kết nối, kiểm tra, xác định cuốn nhật ký là của liệt sĩ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng về kết quả xác minh này.